Diễn biến mới nhất về điều tra vụ án liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng. Sáng ngày 16 tháng 12, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự Phạm Minh Cường, Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, thiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu quốc hội hoặc phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến trong thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến nay. Qua giả soát, có hai đơn vị tiếp nhận công văn của Ban Dân Nguyện do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ Phó trưởng Ban, đó là Công an tỉnh Đắk Lắc và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc. Cụ thể ngày 28 tháng 4 năm 2022, ông Lưu Bình Nhưỡng ký văn bản chuyển đơn của ông Trần Bình Tê và ông nguyễn văn thờ cùng Ngô thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc tới công an tỉnh và viện kiểm sát nhân dân tỉnh nội dung kiến nghị của ông lưu bình nhưỡng đề nghị công an tỉnh và viện kiểm sát nhân dân tỉnh quan tâm xem xét giải quyết đơn của ông tê và ông thờ cả hai người này cùng tố giác giám đốc một doanh nghiệp có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản tuy nhiên ông T và ông thờ không đồng ý kết quả giải quyết của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khi ra quyết định không khởi tố vụ án. Sau đó liên tục có đơn đề nghị xem xét giải quyết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cá nhân. Kết quả giải quyết việc ông T và ông Thờ cùng tố cáo một giám đốc là tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá nhân tổ chức có đăng ký kinh doanh, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định không khởi tố vụ án là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã thông báo kết quả giải quyết đơn của công dân gửi ban dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp đó ngày 30 tháng 5, ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục ký văn bản chuyển đơn của ông Trần Bình Tê và ông Nguyễn Văn Thờ cùng vụ việc trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm theo nội dung đơn tố giác. Đến ngày 22 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm phúc đáp gửi ông Lưu Bình Nhưỡng. Trước đó ngày 25 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có văn bản gửi các tỉnh thành đề nghị phối hợp giả soát cung cấp thông tin liên quan những văn bản kiến nghị thiếu chuyển với tư cách đại biểu quốc hội hoặc phó trưởng ban dân nguyện của ông Lương Bình Nhưỡng. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc phối hợp phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến ông Lương Bình Nhưỡng và đối tượng Phạm Minh Cường. Cụ thể đề nghị phối hợp giả soát toàn bộ các văn bản kiến nghị thiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố hoặc các sở ban ngành đơn vị trực thuộc. Thực hiện giả soát tính từ tháng 7 năm 2016 đến nay, kèm theo kết quả xử lý trả lời đối với các văn bản thiếu chuyển đơn nêu trên của ông Lục Bình Nhưỡng ông Lưu Bình Nhưỡng liên quan thế nào đến Giang Hồ Cường Quát. Thông tin được ông lại hợp mạnh Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình nơi tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 chiều ngày 7 tháng 12. Nội dung này nằm trong báo cáo về tình hình vi phạm tội phạm năm 2023 và kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, xét xử án hình sự. Theo ông Hợp, việc bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng hôm 14 tháng 11, căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường, tức Cường Quát, 37 tuổi, ngụ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cường là người cầm đầu băng nhóm xã hội phức tạp, đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhà chức trách cáo buộc cường và đồng phạm đã tự xác lập quyền sử dụng trái phép 187 bãi nói việc khai thác cát ảnh hưởng đến nuôi thủy sản tại bãi triều để gây sức ép buộc doanh nghiệp khai thác cát phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại với giá rẻ. Cụ thể, cường bắt các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác theo phương thức một tàu vào khai thác cát khoảng 700 m khối. Muốn đi qua bãi của Cường phải nộp 1.500 đồng trên 1 mét khối. Với thủ đoạn trên từ năm 2020 đến năm 2022, nhóm Cường đã cưỡng đoạt 5 tỷ đồng của một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Cơ quan điều tra xác định trong quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp Cường bị một số băng nhóm xã hội cản trở gây khó khăn. Do từng được ông Nhưỡng nhận là cháu, Cường cũng từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi, nên anh ta đã nhờ ông Nhưỡng can thiệp. Tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình, để các băng nhóm xã hội này không gây sự. Theo đó hành vi của ông Nhưỡng bị cáo buộc là đồng phạm với vai trò giúp sức để Cường quắt cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4, điều 170 bộ luật hình sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật kinh tế, từng là đại biểu Quốc hội khóa 14 năm 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Hồi tháng 9 năm 2018, ông Nhưỡng được ủy ban thường vụ Quốc hội điều động bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban dân nguyện cho đến nay. Thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội, cưỡng đoạt tài sản, được các cơ quan báo chí đưa khách quan kịp thời. Tuy nhiên, các thế lực chống phá đã cố tình đánh cháo bản chất vụ án, định hướng dư luận theo hướng tiêu cực. Ông Lương Bình Nhưỡng bị khai trừ ra khỏi đảng. Tại kỳ họp thứ 34 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng Bộ khối các cơ quan trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Qua xem xét Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ông Nhức đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban kiểm tra trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Trước đó ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lương Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự của ba tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Quan hệ của ông Lưu Bình Nhưỡng với Phạm Minh Cường. Vụ việc ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó ban dân nguyện của Quốc hội, bị bắt thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận thời gian qua. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt tối ngày 14 tháng 11 khi vừa xuống sân bay Nội Bài. Theo công an tỉnh Thái Bình, cũng như cổng thông tin điện tử chính phủ Ông Nhưỡng bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Nơi ở và nơi làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng bị khám xét sau đó. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ tang vật phục vụ cho quá trình điều tra. Động thái bắt ông Lưu Bình Nhưỡng được đưa ra trong quá trình công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra vụ án của Phạm Minh Cường tức Cường Quát, trùm giang hồ có 3 tiền án tại Thái Bình cùng cáo buộc cướp đoạt tài sản. Theo công an tỉnh Thái Bình từ năm 2020 đến năm 2022, cường cùng đồng bọn, đồng phạm đã cướp đoạt một số doanh nghiệp được tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy với gần 5 tỷ đồng. Thông qua việc Phạm Minh Cường và đồng phạm tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc lợi vây, lợp tròi các bãi thủy triều có diện tích khoảng 180 ha, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được với giá 1.500 đồng trên 1 mét khối cát và nhân với 700 m khối và nhân với 700 m khối trên một tàu theo phương thức đếm tàu tinh tiền tức là một tàu vào khai thác cát khoảng 700 mét khối muốn đi qua bãi của cường phải nộp 1.500 đồng trên một mét khối cát cùng theo báo cáo của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Ông mạnh nêu rõ hành vi phạm tội của ông Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 điều 170 bộ luật hình sự. Vụ ông Lưu Bình Nhưỡng không bỏ lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình nêu rõ việc khởi tố bắt giam bị can Lưu Bình Nhưỡng được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Thậm chí các thế lực thù địch phản động, các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước, những thế lực xấu đã lợi dụng vụ việc này tung hô, lấy cớ xuyên tạc, vô cáo chống đảng và nhà nước. Một lần nữa nhà chức trách cho biết việc khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét đối với người được pháp luật quy định rất chặt chẽ nhất là bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự ông lại hợp mạnh nhắc lại nếu xảy ra oan sai cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện vụ án liên quan ông lưu bình nhưỡng đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ đặc biệt cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình cục đã có văn bản gửi tất cả các đoàn đại biểu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố kiến nghị giả soát lại tất cả các văn bản phiếu chuyển đơn của ông nhưỡng kể từ năm 2016 đến nay các cơ quan tố tụng tỉnh thái bình đề nghị nhân dân không nên sốt ruột nghi ngờ cần phải tìm hiểu nhiều chiều đánh giá công tâm khách quan đúng bản chất vụ việc về phần mình nhà chức trách khẳng định việc điều tra mở rộng được đảm bảo toàn diện triệt đề không bỏ lọt bỏ sót tội phạm và không làm oan sai người vô tội. Đắk Lắk từng tiêu nhận hai văn bản từ ông Lương Bình Dưỡng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xem xét công văn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự Phạm Minh Cường, Lương Bình Nhưỡng và đồng phạm đã phạm tội cướp đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã chỉ đạo các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, thiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu quốc hội hoặc phó trưởng ban dân nguyện, ủy ban thường vụ quốc hội, người đến trong thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến nay. Kết quả giả soát công an tỉnh Đắk Lắc và viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắc có tiếp nhận hai công văn của ban dân nguyện do ông Lưu Bình Dưỡng ký với chức vụ phó trưởng ban dân nguyện. Theo ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc, ngày 28 tháng 4 năm 2022, ông Lưu Bình Dưỡng đã ký văn bản chuyển đơn của ông T và ông TH cùng chú tại xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắc tới công an tỉnh Đắk Lắc và viện kiểm sát dân tỉnh Đắk Lắc. Nội dung kiến nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng là đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát dân tỉnh quan tâm xem xét giải quyết đơn của ông T và ông TH. Hai người này cùng tố giác giám đốc một doanh nghiệp có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Qua đó hai người trên không đồng ý kết quả giải quyết của Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khi ra quyết định không khởi tố vụ án và liên tục có đơn đề nghị xem xét giải quyết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên. Kết quả giải quyết là việc hai người trên cùng tố cáo một giám đốc là tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá nhân tổ chức có đăng ký kinh doanh vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắc ra quyết định không khởi tố vụ án là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Tiếp đó ngày 30 tháng 5, ông Lương Bình Nhưỡng tiếp tục đã ký thêm một văn bản khác chuyển đơn của hai người chết Tiếp tục cùng vụ việc đã nêu. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc đã báo cáo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm theo nội dung đơn tố giác. Ngày 22 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc đã ban hành báo cáo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm phúc đáp gửi ông Lưu Bình Nhưỡng. Gia soát các văn bản thiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký. Công an tỉnh Thái Bình vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ra soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình dưỡng ký. Ngày 1 tháng 12, theo nguồn tin của phóng viên báo Lao động cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có văn bản gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đề nghị ra soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, thiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu quốc hội hoặc phó trưởng ban dân nguyện, ủy ban thường vụ quốc hội, gửi đến ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc các sở ban ngành đơn vị trực thuộc. Các văn bản thiếu chuyển đơn thực hiện ra soát từ tháng 7 năm 2016 đến nay, kèm theo kết quả xử lý trả đời đối với các văn bản của ông Lương Bình Dưỡng. Ông Lương Bình Dưỡng là đồng phạm giúp sức tích cực cho Cường Quát. Chiều ngày 17 tháng 12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình của năm 17, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lại Mạnh Hợp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã trình bày báo cáo trước Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri Nhân dân tỉnh Thái Bình về tình hình vi phạm phạm tội năm 2023 trên địa bàn tỉnh, kết quả công tác thực hiện quyền công tố, kiểm soát, điều tra, xét xử án hình sự. Trong đó đáng chú ý ông Lại Mạnh Hợp đã cung cấp một số thông tin liên quan đến việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông Lực Bình Nhưỡng. Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, việc khởi tố bắt tạm giam ông Lực Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường còn gọi là cường quát. Cầm đầu băng nhóm xã hội phức tạp đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở gây khó khăn, dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu. Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi, Cường đã nhờ ông Lưu Bình Dưỡng can thiệp tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự gây khó khăn nữa. Sau đó Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Hành vi phạm tội bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh việc khởi tố xử lý hình sự này thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là không có vùng cấm không phải là nguyên đại biểu quốc hội hay người nổi tiếng thì vi phạm pháp luật được miễn trừ. Bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý theo quy định. Quá trình thi hành lệnh bắt khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ quản lý nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác đang được điều tra xác minh và phục vụ công tác điều tra mở rộng. Đảm bảo toàn diện triệt đề, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã có văn bản gửi tất cả các đoàn đại biểu quốc hội, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiến nghị yêu cầu giả soát báo cáo những phiếu chuyển đơn của ông Lưu Bình Nhưỡng từ năm 2016 đến khi bị bắt để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Bên cạnh đó, vẫn theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, lại hợp mạnh, Việc khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét đối với người được pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là bộ luật hình sự. Bộ luật tố tụng hình sự không một cơ quan nào có thể tự mình quyết định và thực hiện được. Tất cả hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng đều được thực hiện theo quy trình quy định có cơ chế kiểm soát. Hoạt động của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giám sát trực tiếp toàn diện, chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn, khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. Người dân kể về mối giao tình giữa Cường Quát và ông Lưu Bình Nhưỡng. Sau khi xảy ra sự việc ông Lưu Bình Nhưỡng, tiến sĩ luật nguyên đại biểu quốc hội, phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ quốc hội, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam. Dư luận đặc biệt quan tâm giữa Cường Quát và ông Lưu Bình Nhưỡng có mối quan hệ như thế nào và vì sao khi mở rộng điều tra vụ án cường quát cục đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình lại tiến hành khởi tố bắt giam ông lưu bình nhưỡng về cùng tội danh do có mối quan hệ từ trước cường đã nhờ ông lưu bình nhưỡng can thiệp tác động với các cơ quan chức năng của tỉnh thái bình để các nhóm xã hội này không gây sự khó khăn với cường nữa sau đó cường tiếp tục thực hiện các việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản. Ban nội chính trung ương nói gì về việc bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng? Trước câu hỏi về việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban nội chính trung ương cho biết trong thời gian ngắn thôi sẽ có nhiều thông tin hơn, đầy hiểu nhiều chiều để đánh giá công tâm khách quan đúng bản chất sai phạm. Chiều ngày 22 tháng 11, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới việc vừa qua Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết vụ án liên quan tới ông Lục Bình Nhưỡng đang được các cơ, cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình trực tiếp thụ lý giải quyết vụ án này chưa thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo các cơ quan chức năng đang thực hiện đúng quy định của pháp luật theo đúng thẩm quyền ông Lưu Bình Dưỡng là một người có nhiều ý kiến ở các diễn đàn những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Dưỡng chúng ta ghi nhận nhưng những vi phạm của ông Lưu Bình Dưỡng cũng phải xử lý ông Nguyễn Văn Yên nói theo ông Nguyễn Văn Yên các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì phải coi căn cứ và pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Để đi đến quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đặc biệt áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam thì cực kỳ quan trọng. Bộ luật tố tụng hình sự quy định hết sức chặt chẽ toàn bộ hoạt động của cơ quan điều tra được viện kiểm sát cung cấp, kiểm tra trực tiếp toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn khởi tố bắt tạm giam. Những vấn đề khác còn được các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm xử lý hoặc chỉ đạo xử lý theo đúng quy định. Trong thời gian ngắn thôi, chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn để hiểu nhiều chiều, để đánh giá công tâm, khách quan, đúng bản chất của sai phạm. Ông Nguyễn Văn Yên nói về vụ án liên quan tới ông Lưu Bình Dưỡng. Lại giờ trò vu cáo, bôi nhọ từ vụ án liên quan ông Lưu Bình Dưỡng. Thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội, cưỡng đoạt tài sản, được các cơ quan báo chí đưa khách quan kịp thời. Tuy nhiên các thế lực chống phá đã cố tình đánh cháo bản chất vụ án, định hướng dư luận theo hướng tiêu cực, biến một vụ án hình sự được điều tra như một vụ tấn công mà màu sắc khác. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình ngày 14 tháng 11 năm 2023, ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, được biết đến là người hay có những phát biểu tranh luận tại nghị trường đặc biệt liên quan đến các vấn đề nóng của xã hội. Nhiều phát biểu trong đó đã bị một số đối tượng chống đối lợi dụng bồi nhọ cơ quan đảng nhà nước trở thành chất liệu chống phá. Đặc biệt ông Lưu Bình Nhưỡng cũng từng có những phát biểu trước quốc hội về đạo đức công lý và những thế lực xấu đã lợi dụng tung hô lấy cơ xuyên tạc. Vì vậy không ngạc nhiên khi tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, lập tức các đối tượng chống đối phản động đã lợi dụng vụ cáo. Tổ chức khủng bố Việt Tân cho rằng vì ông Lưu Bình Nhưỡng hay nói động chạm đến các vấn đề xã hội, động chạm cả đến cơ quan tiến hành tố tụng mà dẫn tới bị xử lý hình sự. Chúng còn thần thánh hóa rằng việc ông Nhưỡng bị bắt dần mất chỗ dựa, mất nơi gửi đơn kiểu oan. Có thể nói đây là luận điệu kích động xuyên tạc thường thấy của các thế lực xấu nhằm đánh cháo bản chất vấn đề vụ án mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang điều tra không phải là điều tra trực tiếp từ đầu đối với ông Lưu Bình Dưỡng. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường gọi là Cường Quát, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 170 bộ luật hình sự. Trước đó ngày 17 tháng 5 năm 2023. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bình Cường về tội danh trên. Theo tài liệu điều tra, khi biết thông tin một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép cho khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều nhằm gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh Thái Bình đã mở rộng điều tra vụ án tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp chức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó vào năm 2022, Cường Quát từng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt ra về tội, cố ý gây thương tích, gây dối trật tự công cộng. Qua trình bắt khám xét đối với bị can lực bình nhưỡng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Với các tài liệu có liên quan đến vụ án thu được, việc ông Nhưỡng bị bắt khởi tố để điều tra mở rộng, vụ án phạm minh Cường là đảm bảo đúng quy trình tố tụng, tính chất mức độ vi phạm, sự liên quan của bị can Lưu Bình Nhưỡng trong vụ án cường quát như thế nào, hành vi cưỡng đoạt tài sản ra sao, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ và sẽ có kết luận cụ thể. Tại cuộc họp 30 đầy, Phó trưởng Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, Bộ ông Lưu Bình Nhưỡng chưa thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo, xem xét, hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, theo đúng thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Yên cho biết, đối với trường hợp của ông Lưu Bình Dưỡng là người có nhiều ý kiến đóng góp ở các diễn đàn, những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Dưỡng chúng ta cần ghi nhận. Nhưng những vi phạm của ông Dưỡng cũng phải bị xử lý nghiêm. Khi các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì phải có căn cứ. Pháp luật của chúng ta rất chặt chẽ, nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự. Vì vậy để quyết định khởi tố một vụ án, một bị can đặc biệt là áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam là đã đầy đủ tài liệu chứng cứ. Bộ luật tố tụng hình sự quy định hết sức chặt chẽ không một cơ quan nào có thể tự ý thực hiện. Toàn bộ hoạt động của cơ quan điều tra được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, kiểm sát trực tiếp, toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn. Ông Nguyễn Văn Yên nêu rõ. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, khi người dân chưa hiểu thì có thể còn băn khoăn, nhưng hãy tin vào kết quả điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Việc một số tổ chức cá nhân thù địch, phản động, cố tình đánh trá bản chất vụ án liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng là một thủ đoạn không mới. Các đối tượng cố tình định hướng dư luận theo hướng tiêu cực, biến một vụ án hình sự được điều tra như một vụ tấn công người bảo vệ công lý. Miệt thị rằng sống dưới chế độ độc tài cộng sản thì không có quyền cất lên tiếng nói tự do ngôn luận lợi dụng pháp luật để áp tội tùy tiện trù dập những người khiến họ không hài lòng các đối tượng tung hô cá nhân vi phạm miệt thị cơ quan tiến hành tố tụng để chống phá hà bệ bôi nhọ hệ thống pháp luật việt nam làm giảm uy tín niềm tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền tiến tới quy kết phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước chia rẽ nội bộ phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở việt nam những luận điệu trên vốn dĩ không phải là thủ đoạn mới bởi từ trước đến nay lợi dụng nhiều đối tượng bị bắt các tổ chức hội nhóm phản động như việt tân hội anh em dân chủ các hãng truyền thông hải ngoại thù địch với việt nam như jfa FI, voa đã đưa ra nhiều bài viết hình ảnh có nội dung xuyên tạc cố tình công kích đảng nhà nước các cơ quan chức năng do vậy người dùng mạng xã hội phải thật sự tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc bởi mạng xã hội là miếng đất màu mỡ để các thế lực thù địch, phản cách mạng, phần tử cơ hội chính trị sử dụng thực hiện những thủ đoạn xấu chống phá đảng và nhà nước. Qua việc khởi tố ông Lưu Bình Nhưỡng một lần nữa cho thấy, việc xử lý vi phạm không có vùng cấm, dù đó là người có chức vụ quyền hạn hay một người dân bình thường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ khi tiếp xúc với cử tri rằng không hay ho gì khi phải xử lý cán bộ đồng chí của mình nhưng vì sự tồn vong của chế độ của đảng đòi hỏi phải làm nghiêm xử lý nghiêm đây cũng là một bài học đối với các cán bộ đảng viên có chức quyền dù to hay nhỏ đều phải sống và làm việc theo pháp luật mọi sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm công bằng trước pháp luật không có ngoại lệ